Hi, how are you today? Hôm nay mình cùng nhau bàn về cách gọi gấu đi. Nhưng mà trước hết thì mình không hiểu là các bạn hay gọi gấu của mình như thế nào nhỉ? Em yêu, anh hỏi tí. Hey cưng. Và tương tự thì trong tiếng Anh cũng sẽ có dăm ba cách gọi gấu. Nhưng tuy nhiên thì mình không thể dịch word by word ra là hey bear được. Not you. Và trong số ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn một vài cách gọi gấu một cách ngọt ngào nhất nhé. Đầu tiên, một cách gọi cực kỳ phổ biến mà không ai không biết, đó chính là baby. Bạn có thể gọi bạn gái của mình là hey baby or hey baby what you doing khi mà bạn muốn hỏi bạn gái của mình đang làm gì. Tuy nhiên, nếu các bạn chịu khó mày mò thì các bạn sẽ thấy ở một số diễn đàn nước ngoài thì người ta vẫn cứ băn khoăn và không hiểu tại sao lại gọi một người lớn là baby, hay thậm chí là một số người còn không thích bị gọi là baby nữa. Babe là một từ lóng và là một biến thể của từ baby, vì thế cách dùng của nó chả khác gì từ baby cả. Tuy nhiên, các bạn cần chú ý khi phát âm từ này thì các bạn phải phát âm cái ending sound của nó, tức là babe, babe. Ok. Và thực ra thì từ babe còn được dùng để gọi một cô gái xinh đẹp hay là nóng bỏng nào đó nữa. Tuy nhiên, nếu như các bạn đang đi ngoài đường mà tự dưng lại gọi một cô gái xinh đẹp nào đấy là hey babe thì cẩn thận, các bạn sẽ bật răng đấy. Gu. Đây là một từ lóng và cũng là một cách gọi người yêu trong tiếng Anh nữa. Và các bạn có biết một sự thật thú vị, đó là vù thường là tiếng mà những con ma thường hay dùng để dọa người không? Nhưng mà mình chắc chắn đây sẽ là một con ma đáng yêu rồi. Và thực ra nghĩ kỹ thì nó cũng rất là logic khi mà người yêu mình thì luôn luôn ở bên cạnh mình như là hình với bóng vậy. Và về phát âm thì từ này các bạn hãy phát âm nó là vù. Vù. Nhớ nhé. I miss my boo. What? I said I miss my boo. Without her, everything seems boring and meaningless. Then, I can be your boo. Khi yêu nhau thì đương nhiên là các bạn sẽ phải rủ nhau đi chơi đúng không? Vậy liệu các bạn đã biết nói gì để cho cô ấy đồng ý chưa? Nếu chưa thì các bạn hoàn toàn có thể tham khảo trong khóa học online của Elite. Ở đây thì chúng mình sẽ giới thiệu cho các bạn một số cách mời một cách tế nhị mà chắc chắn là cô ấy sẽ đồng ý. Ngoài ra thì còn rất rất nhiều chủ đề khác nữa. Để đăng ký tham gia khóa học thì các bạn có thể click vào đường link ở đây hoặc là ở trong link ở phía dưới phần mô tả trong video nhé. Nếu mà xét về bản chất của tình yêu thì các bạn sẽ thấy tình yêu nó rất là ngọt ngào đúng không? Như kiểu là mật ong vậy. Và nếu là dân ghiền phim thì chắc chắn là các bạn sẽ thấy những cặp đôi nước ngoài hay gọi nhau là honey. Honey. Ở tiếng Việt thì từ này có nghĩa là mật ong. Và về phiên âm thì các bạn chú ý, các bạn thấy đây là chữ O, nhưng mà nó sẽ được phiên âm là O. Honey. Honey. Ok. Trong tiếng Việt thì các bạn hay gọi người yêu mình là gấu đúng không? Đương nhiên thì gấu cũng thích ăn mật rồi. Quá logic đúng không? Đố các bạn biết là còn từ nào liên quan đến sự ngọt ngào của tình yêu nữa? Đó chính là từ sweet. Và chúng ta sẽ có hai từ xuất phát từ từ sweet này. Đó chính là sweetie và sweetheart, đều chỉ người mình yêu thương. Và các bạn đọc lại cùng mình nào. Sweetie, sweetie, sweetheart, sweetheart. Và như mình đã nói phía trên thì từ này là để chỉ những người mình yêu thương. Vì thế các bạn đừng thấy làm lạ gì khi gặp một ông bố gọi cô con gái của mình là sweetie hay sweetheart nhé. Đấy, lại là một từ nữa liên quan đến vị ngọt. Nhưng mà trước hết thì các bạn hãy giơ tay nếu như các bạn là fan của Maroon 5 nào. Nếu đã là fan rồi thì chắc chắn các bạn còn nhớ các anh chàng này đã từng ra một video có tên là Sugar rồi đúng không? Và trong video này thì các bạn sẽ thấy là những anh chàng này gọi người yêu của mình là Sugar. Sugar dịch ra tiếng Việt sẽ là đường. Và đương nhiên thì đường thì cũng ngọt. Tức là logic rồi đúng không? Và bây giờ thì các bạn cũng đã có thêm một cách nữa để gọi người yêu mình rồi đấy. Oh yeah. Tiếp đến là một cách gọi khá là cổ điển và cũng rất hay xuất hiện trong phim nữa. Đó là darling. Chúng ta hãy cùng chỉnh về phiên âm đã nhé. Darling. Darling. Để phát âm từ này thì các bạn nên uốn lưỡi lên một chút thì phát âm sẽ hay hơn đấy. Về từ này thì mình thấy là người trẻ cũng không hay dùng lắm.
thường thì chỉ có những cặp đôi đã cưới nhau rồi thì họ mới dùng thôi, bởi vì mình nghĩ là từ này khá là chín chắn. Và cuối cùng, bởi vì các bạn đã ở cạnh người yêu cũng khá lâu rồi, vì thế các bạn có thể tự đặt cho nhau một cái biệt danh mà. Ví dụ như là người yêu bạn hơi nấm lùn một chút chẳng hạn, thì bạn có thể gọi cô ấy là Shorty hay là Mushroom. Ok, dịch ra thì đều có vẻ nấm lùn. Hoặc là các bạn có thể gọi nhau bằng những cái biệt danh đáng yêu như kiểu là Cupcake, Balloon hay là Lollipop. Hay là nếu bạn cảm thấy là mình sống không thể thiếu người yêu được thì các bạn có thể đặt biệt danh người yêu mình là Oxygen, có nghĩa là oxy. Hay các bạn có thể gọi nhau bằng bất cứ biệt danh gì mà chỉ các bạn biết với nhau. That's fine, no problem. Vậy là trong bài học ngày hôm nay thì mình đã giới thiệu cho các bạn rất nhiều cách để gọi gấu rồi. Và bởi vì các bạn yêu nhau lâu mà, thì các bạn hãy cố gắng dùng hết tất cả các cách mà mình đã giới thiệu trong bài ngày hôm nay để tình yêu của bạn luôn giữ được lửa nhé. Và đặc biệt là với những bạn mà có người yêu không thích bị gọi là baby. Và để nói được một cách ngọt ngào thì trước hết các bạn phải phát âm chuẩn đã. Và để phát âm chuẩn được thì đương nhiên là các bạn phải tự học rồi. Và còn nếu các bạn ngại vì không có ai sửa cho các bạn thì các bạn có thể tham gia khóa học online của Elite. Ở đây thì các bạn sẽ được check phát âm một cách tự động nhé.